Chào mừng các bạn đã quay trở lại với TAP Mobile Games. Zinedine Zidane vẫn luôn được biết đến với nhiều điều đặc biệt mà anh đem lại. Với biệt danh là Zizou và cú vô-lây huyền thoại ở chung kết Champions League năm 2002, một huyền thoại sống trong giới cầu thủ. Và với chức danh huấn luyện viên của Real Madrid cũng là rất nhiều các danh hiệu danh giá. Lối chơi áp đảo thời còn Cristiano Ronaldo đem lại cho fan của Real những cảm xúc đặc biệt. Và trong PES 2020 Mobile, chiến thuật 4-3-3 của Zidane cũng rất lợi hại, với khả năng đá counter attack, phản công bóng ngắn chính xác, phạm vi tấn công rộng từ cánh đánh vào trong. Các cầu thủ di chuyển linh hoạt, nhận đường truyền cùng với phòng ngự tầm cao, cộng thêm việc hoạt động rất là rộng, giúp cho việc đánh chặn và phát động phản công nhanh chóng hiệu quả. Lối đá pressing aggressive giúp cho việc cắt đường truyền và phản công mượt hơn rất nhiều. Thú thực là chỉ chơi mới biết được sơ đồ này đơn giản nhưng lại đẳng cấp đến như thế nào. Vị trí thủ môn vẫn nên là những sự lựa chọn đẳng cấp như người nhện Oliver Kahn ở style defensive goalkeeper, hay tài năng trẻ Donnarumma, hoặc là Manuel Neuer với những đường phát bóng dài tạo cơ hội phản công và đá style offensive goalkeeper. Với vị trí hậu vệ thì mình sử dụng 3CB để đem lại hiệu quả hơn nhiều khi chống phản công, và một vị trí đá offensive fullback để trồng cánh cùng tiền đạo, cánh có thể tạo thêm các miếng đánh khác nhau. Offensive fullback sẽ là những sự lựa chọn như tài năng trẻ Davies của Bayern Munich hay là Alaba với khả năng công thủ toàn diện. Với 3CB thì mình sử dụng 2CB có style là build up, đá ở giữa, có cơ hội là vuốt đường chuyền lên bất kỳ lúc nào. Thêm vào đó là 2CB với khả năng pressing conservative và 1CB đá pressing aggressive để cân bằng hơn trong cái việc phòng ngự, với các chỉ số như sau. Những ví dụ điển hình sẽ là những Van Dijk và Varen ở hai vị trí trên hình và Pique đã ở giữa. Hoặc bạn có thể thử đội hình của mình đang sử dụng với Andersen, Pavard và Diogo Carlos. Ở vị trí tiền vệ thì mình sẽ chuộng sử dụng hàng của Real hơn vì đều là những con hàng chất lượng rồi mà lại quá hợp với chiến thuật của Zinedine Zidane. Đầu tiên là vị trí DMF, ưu tiên hơn vẫn là style destroyer để thu hồi bóng cũng như không ngại va chạm, chặn được bóng đối phương. Tiếp đến là style anchorman, hỗ trợ che lấp khoảng trống nếu như bạn chỉ đá 2CB. Với các cái bộ chỉ số như sau thì bạn có thể lựa chọn giữa destroyer và anchorman trong chiến thuật này. Những cái ví dụ điển hình vẫn là Patrick Vieira, Kanté ở vị trí destroyer, hay là Barrios là một con hàng cũng khá là mới. Vị trí anchorman chúng ta sẽ có Casemiro, cũng là một con hàng của Real Madrid. Hai vị trí tiền vệ còn lại thì lần này mình sử dụng hai hảo thủ của Real, đó chính là Luka Modric và Toni Kroos. Thì hai cầu thủ này đều đá style orchestrator, nhạc trưởng. Và ngạc nhiên hơn nữa khi cả hai anh thể hiện quá tốt trên sân. Có lẽ vì bộ chỉ số quá khủng nên vào game đá quá hay chăng? Nhìn chung thì combo 2 Orchestrator cũng đem đến khá nhiều điều thú vị, khi khả năng phòng ngự lại khá tốt, chặn được bóng chính xác cũng như đưa ra những đường truyền ngắn hay là truyền dài chuẩn chỉnh. Vì chiến thuật của Zidane, hàng tiền vệ cũng khá là cao, nên thỉnh thoảng hai tiền vệ này cũng xuất hiện trong phòng cấm, tung ra những cú dứt điểm hiểm hóc với những cái bộ chỉ số như sau. Những combo khác như là một box to box và một orchestrator cũng không tồi. Và những ví dụ điển hình vẫn là những Toni Kroos, Luka Modric cho vị trí orchestrator, box to box thì bạn có thể sử dụng Bo Bogba và rất nhiều cầu thủ khác. Vị trí tiền đạo cánh mình sử dụng một roaming flank và một prolific winger, tạo ra rất nhiều đột biến từ cánh. Và cụ thể ở trong những trận đấu gần đây thì mình sử dụng Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Hai vị trí cánh của chiến thuật này yêu cầu những cầu thủ có chỉ số chuyền ngắn tốt cũng như là dứt điểm tốt để có cơ hội là sút luôn. Roaming flank giúp bạn có những pha xâm nhập vòng cấm tốt hơn, và prolific winger giúp bạn tạo những đường chuyền từ cánh chính xác hay là đột biến với những pha solo qua người đẳng cấp. Và với những cái bộ chỉ số như sau. Những cầu thủ nổi bật thì vẫn sẽ là những Ronaldo, Messi, Salah hay là Hazard. Với vị trí tiền đạo cắm là một vị trí rất là quan trọng, vì chúng ta sẽ cần một tiền đạo cao to, đầm người, che chắn bóng tốt, hay tạo ra những pha dứt điểm một chạm kinh người. Lần này thì mình đã test hoàng đế Adriano và phải nói là đá rất là phê. Tiền đạo ở vị trí này có thể đá style goal pusher, tuy nhiên vẫn yêu cầu khả năng giữ bóng, phối hợp với hai tiền đạo cánh và khả năng bứt tốc cũng phải là một cái điểm cần chú ý. Thêm vào đó là cái yêu cầu dứt điểm một chạm hay giật nét. Đương nhiên là với số đồ này các bạn có thể đá Karim Benzema hay là Lewandowski của Bayern Munich. Ưu điểm trong sơ đồ của Zidane sẽ là lối đá bóng ngắn ba mật chọc khe tuyến giữa, hay những pha phất bóng của hai vị trí hậu vệ biên cho tiền đạo cánh chạy chỗ và truyền vào trong cho tiền đạo cắm dứt điểm. Đôi khi là sự ngẫu hứng của hàng tiền vệ với những cú chọc khe bổng đẳng cấp và khả năng đỡ một chạm siêu hạng của các tiền đạo cắm. Những pha phất bóng dài cho tiền đạo cắm trộm chó cũng là một điểm rất hay của chiến thuật này. Nhược điểm có lẽ vẫn là số ít cầu thủ phòng ngự khi các tiền vệ dâng cao. Lối đá pressing aggressive của Zidane khiến cầu thủ mất sức cuối trận, cũng như sẽ để hở một vài vị trí mà nếu đối phương đá hai tiền đạo sẽ tận dụng rất là tốt. Với sơ đồ của Zidane sẽ là khả năng áp chế những chiến thuật nào mà thiếu cái số lượng tiền vệ trung tâm, ví dụ như là 4-2-2-2 hoặc là sơ đồ 4-3-3 với 2 AMF, vì lúc đó khi chúng ta phản công sẽ thuận lợi hơn rất nhiều khi đối phương có số ít cầu thủ ở sân nhà. Và đương nhiên là cũng sẽ bị áp chế ngược bởi một vài chiến thuật nổi bật như là 4-3-1-2 của Santos, 3-5-2 hay là 5-3-2. Và đó là những chia sẻ về chiến thuật 4-3-3 của Zinedine Zidane. Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn trong việc sắp xếp đội hình. Peace!